Xin chào các bạn. Hôm nay cô Dung quay video để hướng dẫn chúng ta ôn tập lại bài học ngày hôm nay nhé. Hôm nay chúng ta đã đi học bài học cuối cùng của chủ đề về đồ dùng học tập và trường học rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại bài nha. Topic School Things. Trước tiên thì cô và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại một chút nha. Now listen and repeat. Nghe và nhắc lại theo cô nào. Bag, pencil, pen, board, notebook, computer, bookcase, book, ruler, pencil case, classroom, table, desk, cupboard, picture. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại từ vựng của ngày hôm nay nha. Poster, 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 đây là một tấm tranh áp phích khổ lớn. Thế nào? Poster. P-O-S-T-E-R. Poster. School. 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 Trường học đúng không nào? S-C-H-O-O-L. School. Paper. Paper. P-A-P-E-R. Paper. Là giấy, đúng không nào? Playground. P. Playground. P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D. Playground. Đây là sân chơi, đúng không? School bus. School bus. S-C-H-O-O-L B-U-S. School bus. Xe buýt để đưa đón học sinh. Folder. Folder. F-O-L-D-E-R. Folder. Ở đây là đẹp để chúng ta để tài liệu đúng không nào? Ok, here we have paper. School. Poster. School bus. Playground. Folder. Chúng ta thử xem trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã học cấu trúc gì nha. Ở đây chúng ta có cấu trúc là nói đây không phải là một vật gì đó mà nó là. Thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc này trong trường hợp ví dụ như chúng ta muốn đưa đến thông tin chính xác cho những người bạn của mình hoặc những người nghe. Chúng ta sẽ đính chính lại đúng không nào? Ở đây cô Dung đã ký hiệu dấu nhân ở đây là không phải và dấu tích ở đây là phải. Chúng ta sẽ thực hành cấu trúc này nha. It isn't a board. It's a notebook. Đây không phải là cái bảng mà đây là cuốn vở, đúng không nào? Cuốn vở. It isn't a pencil case. It's a bag. It isn't a book. It's a pencil. It isn't a poster. It's a school bus. It isn't a computer. It's a rubber. It isn't a ruler. It's a cupboard. Ok, được chưa nào? Rồi, vừa rồi cô Dung đã ôn tập lại cho các bạn toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay. Các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau học bài và làm bài tập nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Goodbye!